tiết lộ sự thật chấn động. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bề trên nghênh đón, hưởng chọn lộc trời, làm ăn trúng lớn, làm một hưởng 10, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu nứt đố đổ vách, đúng 2 tháng tới. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Canh Tý mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Canh Tý liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn Mỹ cực tới hồi Thái Lai, bước sang 2 tháng cuối năm 2023, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể. Vậy cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý vị thân mến, Canh Tý đã đang đi qua 64 năm cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ, thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 64 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Canh Tý không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ, sung sức, trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Canh Tý từng một thời oai nghiệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi. Đoạn đường nhân sinh kế tiếp, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua. Thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào chỉ có chính mình, nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn, cũng không cần cự tuyệt. Trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí, nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần, đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua, mệnh chủ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã chạm mốc 64, có cái khổ nào mà chưa nếm trải, nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoại trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Canh Tý giống như chú chuột luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu. Đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, 64 tuổi cũng là 64 năm cuộc đời buồn vui, sướng khổ, sang hèn, vinh nhục. Tuổi trẻ Canh Tý đã phải bôn ba nhiều vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn. Vì mưu lược biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo êm, không phải dư giả. Trong cuộc sống, Canh Tý nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và ôn hòa, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Canh Tý được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Theo tử vi phương Đông luận giải, Canh Tý mang mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung hóa cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng vượng, là mệnh âm gia, họ là người trưởng thành sớm. Với họ, hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự, trật tự và sự an toàn,
họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình. Và để được công nhận tài năng, một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Canh Tý đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc, tâm lý của họ luôn bền vững, luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét, đều phân minh rõ ràng. Người tuổi Canh Tý có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ, việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉ là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó, và nếu phá bỏ những nguyên tắc này, thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị giày vò hối hận. Ở một mặt khác, họ có thể quá chú tâm tới thành quả, tự cho mình là đúng, và không nhẫn nại với người khác, đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình. Họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của mình, nhưng nhiệt tình và bảo vệ những người mình thương yêu. Họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp. Người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc. Họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chấp lấy cơ hội. Kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm nhưng mà chắc. Người này là những người rất cứng rắn. Sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm trong tử vi. Trong sách tử vi đầu số viết về sao Liêm Trinh, có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt, đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Canh Tý thì đôn hậu, ôn hòa. Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Canh Tý giỏi quản lý và nghiêm túc. Tuổi Canh Tý mệnh thổ thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Canh Tý khó có thể thay đổi được. Bù lại, ở Canh Tý có sự thân thiện và cởi mở nên tuổi này có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Canh Tý khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Canh Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Đặc biệt tuổi Canh Tý mệnh thổ rất nhanh nhẹn trong việc thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Canh Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Canh Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Canh Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Canh Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Xem tử vi cho thấy, bước sang 2 tháng cuối năm, cụ thể là tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt. Ở hầu hết các phương diện trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch, con giáp này có điềm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng. Miễn là bạn có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Đặc biệt tài lộc của tuổi Canh Tý trong 2 tháng này cũng rất dồi dào, mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, đây được dự báo là thời điểm hiếm có. Để con giáp này trở mình vươn lên làm giàu thành công, không những trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, mà một số người tuổi Canh Tý còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về ầm ầm, giàu có bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 và 12 năm 2023 của tuổi Canh Tý âm lịch, bản mệnh có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp.
Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Nhờ lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh hợp chiếu, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác rất suôn sẻ, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Con giáp này còn có quý nhân đồng hành, dìu dắt bạn vượt khó, vận khí khởi sắc, nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội, hứa hẹn thành công lớn, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Sao Thái Dương xuất hiện càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Dù khối lượng công việc trong hai tháng này sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi, tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại. Khi đã nắm được vấn đề cốt lõi, cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân, cứ yên tâm là bên bạn luôn có người giúp, nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Tất nhiên sự trợ giúp đó sẽ không phải là làm thay hoàn toàn phần việc của bạn, nhưng sự chung tay góp sức, thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn ở thời điểm này. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm tới. Chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài, bản mệnh nên chủ động nắm bắt thời cơ, xử lý mọi việc quyết đoán, dứt khoát trước khi vận khí đi xuống. Về phương diện tài lộc, theo dõi tử vi tháng 11 và 12 của 12 con giáp cho thấy, thu nhập trong 2 tháng này của người tuổi Canh Tý khá dồi dào và đến từ nhiều nguồn. Mặc dù công việc vào cuối năm sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều và kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả, nhưng bù lại tài lộc vượng rõ. Công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua, nhìn chung thủ lao khá lý tưởng. Đặc biệt người làm kinh doanh sẽ có khoảng thời gian tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với tháng trước đó. Khi có thực thần chiếu mệnh, bạn có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong dịp cuối năm này, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ. Khi thị trường đang nóng, mọi thứ dường như đang đi đúng đường, vậy nên tuổi Tý càng phải hành động thật chỉn chu và cẩn thận, tránh để xảy ra rủi ro gây thất thoát tài chính nhé. Nhất là việc lựa chọn đối tác làm ăn không được phép chủ quan và qua loa, bạn hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn trong việc nhìn nhận và đánh giá con người để không tự rước rắc rối vào người. Bên cạnh đó, do đây là cuối năm nên bạn cũng có xu hướng sắm sửa nhiều hơn, khi nhu cầu chi tiêu tăng lên, bạn càng phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Hạn chế mua sắm quá đà và không thiết thực, việc cho vay mượn tiền bạc trong thời gian này cũng không phải là quyết định khôn ngoan. Về phương diện sức khỏe tuổi Canh Tý trong tháng 11 và 12 âm lịch, sức khỏe của tuổi Canh Tý không đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do hai tháng này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Tuổi Canh Tý cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể đề phòng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày, nhất là người già và trẻ nhỏ. Càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ gây thương tích sẽ rất bất lợi. Về phương diện tình cảm gia đạo, ở phương diện tình cảm, sao Thiên Diêu giúp đường tình duyên của người tuổi Canh Tý khởi sắc mạnh mẽ, người độc thân nhận được nhiều sự chú ý hơn, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp. Không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, thì không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Nếu đã có người trong lòng, đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương, mạnh mẽ lên, bạn sẽ sớm có được điều hằng mong ước. Đời sống hôn nhân êm đẹp, tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải. Cả hai đều tất bật với kế hoạch chuẩn bị cho Tết, nhưng không quên quan tâm và chăm sóc nửa kia chu đáo, không khí gia đình rất ấm áp và vui vẻ. Xem phi tinh tháng, sao Nhất Bạch chủ về nhân duyên xuất hiện ở hướng Tây Nam, đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng, bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, từ đó người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, tình cảm các cặp đôi ngày càng khăng khít. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. 1. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 trong tháng 11 âm lịch. Dự báo trong tháng 11 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi,
nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới, sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. May mắn là có sao Hữu Bật xuất hiện, nên sẽ có người giúp sức để cứu bạn ra khỏi những tình huống khó khăn. Tuy nhiên, với những ai giúp mình, thì bạn phải trân trọng việc họ làm. Nhớ phải thể hiện rằng mình lắng nghe, đừng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình, rồi phủ định công lao của họ, thì tương lai sẽ chẳng còn ai muốn giúp bạn nữa đâu. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn dễ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất, sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Canh Tý trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm bạn vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhìn chung, có nhiều dấu hiệu tích cực về phương diện tài lộc của bản mệnh vào lúc này, hãy tận dụng lợi thế khi bạn là con giáp đổi vận trong tháng 11 âm này, đạt được thành công khó ai ngờ. Dù bạn sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền để sắm đồ hoặc sửa sang lại nhà cửa, nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi thời điểm này các khoản tiền biếu, tiền lãi đổ về nhiều, túi tiền luôn rủng rỉnh. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ hiện tại có những dấu hiệu không tích cực cho lắm, có thể hai người liên tục gây mâu thuẫn, tranh cãi vì những việc còn con. Phương diện sức khỏe ở mức trung bình, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc cát tường, bạc, xám, con số may mắn, 16, 5, 28. 2. Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 trong tháng 12 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều, có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm tăng lên cũng khiến bạn bận rộn, luôn chân luôn tay, song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu, đặc biệt người độc thân, dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới, bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu là hậu phương vững chắc cho nhau. Quý nhân, Thìn, Sửu, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, bạc, xám, con số may mắn, 11, 94, 23. Tiếp theo là chuyên mục phong thủy may mắn cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 11 và 12 âm lịch. 1. Trồng cây phong thủy cho tài lộc dồi dào, tiền vào như nước. Theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Chúng ta không thể tùy tiện cứ thấy cây nào ưng mắt, hợp sở thích là đưa vào không gian sống của mình, bởi theo phong thủy có loại cây mang lại may mắn, có loại cây lại mang đến sát khí không tốt cho gia chủ. Với những người tuổi Canh Tý là người mệnh thổ, theo quy luật ngũ hành hỏa sinh thổ, do đó gia chủ nên chọn cây cảnh mệnh hỏa hoặc mệnh thổ, đó là những loại cây có màu đỏ, hồng, cam, tím, nâu, vàng, và tránh chọn cây cảnh thuộc mệnh mộc như màu xanh lá cây, trắng. Một số loại cây phù hợp với người mệnh thổ có thể kể đến như hoa vạn lộc, hoa đồng tiền, hoa hàm tiếu, hồng môn. Lưu ý về phong thủy cây cảnh với những màu sắc hợp tuổi Canh Tý mệnh thổ như màu sắc thuộc hành thổ là màu nâu, màu đất, có thể chọn các cây như sen đá nâu, sen tứ phương, màu này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy an toàn, được bảo vệ. Thích hợp với những nơi mà gia chủ muốn phát triển một mối quan hệ lành mạnh, màu vàng nhạt sẽ giúp cho tuổi Canh Tý khai sáng trí tuệ, tăng cường tính lạc quan, kiên cường. Màu vàng có thể chọn các cây như cây sống đời, cây cung điện vàng, sử dụng nó bất cứ nơi nào nếu bạn muốn nâng tinh thần của bạn hoặc muốn tìm thấy sự rõ ràng mạch lạc trong cuộc sống.
Những cây màu vàng phù hợp với hành lang và bếp, nhưng lại không phù hợp với phòng trầm tư, thiền định hay phòng tắm. Màu đỏ của những cây hoa đồng tiền, cây phú quý, hồng môn, thanh thiên, thịnh vượng, cây vạn lộc, cây anh thảo, hoa trạng nguyên, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc. 2. Tỳ hưu chiêu tài tụ lộc. Trong số những vật phẩm phong thủy mà tuổi Canh Tý không thể thiếu được chính là tỳ hưu phong thủy. Đây là linh vật phong thủy mà chúng ta thường thấy mọi người trưng nhiều trong nhà, nhất là nơi phòng khách. Xem tử vi chọn đời tuổi Tý, con giáp này vốn đã có khuynh hướng lộ tài, tiền bạc kiếm được chưa chắc đã giữ được trong tay. Nếu có sự giúp đỡ của tỳ hưu phong thủy, vận trình tài lộc của tuổi Tý có thể theo đó mà tăng tiến. Tỳ hưu chủ yếu lấy vàng bạc châu báu làm đồ ăn, mà chỉ có đầu vào, không có đầu ra. Với những người dễ bị mất tiền, thất thoát tiền bạc như tuổi Tý thì quả thực chẳng gì có thể hợp hơn. Đặc biệt trong hai tháng cuối năm này, những chú chuột muốn phát tài phát lộc thì nhanh chóng sắm cho mình tượng tỳ hưu phong thủy đi nhé. 3. Hồ lô phong thủy tăng cấp vận trình. Xem tử vi 2023, vận trình tuổi Canh Tý trong khoảng thời gian này không được tốt cho lắm, tài chính bất ổn, công việc nhiều khó khăn. Ngay cả đường tình duyên cũng không được suôn sẻ cho lắm. Tất cả những điều này khiến cho bản mệnh không khỏi suy nghĩ và chán nản. Thực ra chuyện gì cũng có cách để cứu vãn. Vận trình tuổi Tý năm 2023 tuy xấu nhưng vẫn có cách để hóa giải. Ở đây chính là dùng vật phẩm phong thủy để trợ vận, giúp cho vận trình dần dần thăng cấp, xóa bớt xui xẻo, tăng phần may mắn. Bản mệnh có thể treo trong nhà hồ lô phong thủy hóa sát trừ tà. Đây là vật phẩm phong thủy không thể thiếu đối với người tuổi Tý. Hồ lô phong thủy chẳng những có thể giúp cho bản mệnh giữ được may mắn, mà còn có tác dụng đẩy lùi vận hạn, khiến cho xui xẻo tiêu tan. 4. Bể cá, vượng vận quý nhân, tăng phần may mắn. Luận về ngũ hành, ý thuộc hành thủy, bể cá cũng thuộc hành thủy, có thể giúp cho con giáp này dễ gặp được quý nhân, khó khăn trắc trở dễ bề hóa giải hơn. Năm 2023 với bao nhiêu biến động trong vận trình tuổi Tý, nên sắm cho mình một bể cá phong thủy đặt ở phòng khách trong nhà, hoặc đặt trong phòng làm việc, bàn làm việc để thay đổi phong thủy nhé. Bể cá còn tượng trưng cho sức sống, ngắm nhìn bể cá với hệ sinh thái độc lập của nó, còn giúp cho người tuổi Tý giải tỏa được căng thẳng trong cuộc sống, có những quyết định tỉnh táo và sáng suốt hơn. Trong phong thủy thì bể cá còn được xem là vật phẩm phong thủy cầu tài, bản mệnh nên xem xét vị trí phù hợp để đặt bể cá, tăng thêm tài khí cho mình. Nên nhớ tuyệt đối không đặt bể cá ở vị trí đối diện với nhà vệ sinh, nếu không tài lộc vừa mới sinh ra đã bị quét trôi sạch đó. Quý vị thân mến, để nhận được may mắn và đón nhận phúc lành, quý bản mệnh Canh Tý nên làm các việc như sau. 1. Là làm nhiều việc thiện. Ví dụ như chăm sóc sức khỏe cho người già, người tật nguyền, người khó khăn xa cơ lỡ vận, thăm hỏi động viên tinh thần những người kém may mắn có bệnh hiểm nghèo, tặng quà và gây quỹ từ thiện nếu có điều kiện, hay là việc làm trồng cây gây rừng, lao động làm xanh sạch đẹp môi trường sống, hiến máu nhân đạo. 2. Là cúng lễ gia tiên và ở chùa. Cầu cho hương hồn vong linh những người chưa được siêu thoát, sớm buông bỏ mọi chấp niệm để nhẹ nhàng và giác ngộ. 3. Là hiếu thảo chăm sóc ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình, hay giúp đỡ bạn bè giải quyết những vướng mắc trong điều kiện có thể. 4. Là nhẫn nhịn và tránh gây gổ xung đột với những người xung quanh, luôn tĩnh tâm và tránh làm những việc sát sinh nhiều. 5. Là phải giữ được cái tâm luôn trong sáng và suy nghĩ tích cực với một niềm tin vững vàng thì mọi tà ma đều phải tránh xa, để yên cửa yên nhà thì có thể xông tẩy uế khí, ám khí, âm khí, giúp khơi thông các nguồn năng lượng sinh khí tốt bằng các loại thảo dược như xả, chanh, bưởi, bồ kết, hồi, quế hay các loại gỗ thơm. Tâm an vạn sự an, chỉ cần thái độ sống và làm việc tốt, đối nhân xử thế có đức độ, làm tốt việc của bản thân và không có tâm hại hay lừa người, thì sẽ đón nhận được các phước lành, hóa giải mọi vận hạn và điều xấu xa ảnh hưởng tới vận mệnh của mình, cho đi là nhận lại. Ngoài suy nghĩ cho bản thân, thì hãy nghĩ đến người xung quanh, nghĩ đến môi trường sống, làm những điều tốt đẹp và có ích. Ông trời luôn công bằng, khi đã lấy đi của mình cái gì, thì sẽ bồi hoàn lại bằng cái khác, với những hình thái và kết quả khác nhau. Vấn đề là bản thân cần phải nắm bắt và mạnh dạn thực hiện để biến nó thành sự thực. Thay vì cứ than trời than đất, than thân trách phận, ghen ghét người khác, thì bản thân hãy suy nghĩ cố gắng nỗ lực và làm những điều có giá trị. Luật nhân quả luôn tuần hoàn và song hành, cho nên đã tốt và đúng thì không bao giờ sợ xấu, trước sau gì cũng nhận lại điều tốt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đức Phật cũng dạy rằng, cuộc đời giống như một dòng sông tuôn chảy liên tục không ngừng, nghỉ đôi khi nó sẽ chảy chậm, lại có lúc sẽ chảy nhanh.
nó sẽ chảy hiền hòa ở một số quãng, nhưng ở một số nơi lại chảy cuồn cuộn qua các gành khác. Ngay khi ta nghĩ rằng mình đã an toàn, thì sẽ lại có những chuyện không ngờ ập đến. Đã từng có thời kỳ những loài khủng long, voi ma mút hay các loài hổ răng kiến khổng lồ từng thống trị trái đất này. Thế nhưng, tất cả cũng đã đều tuyệt chủng, những dạng sống khác nhỏ hơn xuất hiện, rồi cuối cùng là con người. Đó chính là quy luật, sống ở trên đời có ngày gặp gỡ, tất sẽ có ngày chia ly. Sự khác nhau chỉ là ở những khoảng thời gian, do đó trân trọng chứ không níu giữ, cảm tạ chứ không oán thán. Đó mới là cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh ta. Và trên đời luôn tồn tại một quy luật bất thành văn, đó là sự thay đổi liên tục tới từ hai chữ nhân quả. Đây cũng là quy luật xuất hiện trong mọi ngành khoa học hiện đại. Về điểm này, khoa học và đạo Phật đã có cùng một điểm chung. Nếu như khoa học gọi đó là nguyên nhân và kết quả, thì trong Phật giáo ta gọi là nghiệp hay karma trong tiếng Phạn. Không có gì xảy đến ngẫu nhiên với chúng ta. Những điều mà ta nhận được hôm nay chính là kết quả của những hạt mầm ta gieo vào hôm qua. Nói cách khác, gieo nhân nào gặt quả ấy, ta sẽ nhận lại chính xác những gì mà việc làm của mình mang lại. Nếu ta làm việc tốt, ắt sẽ có quả báo tốt. Còn nếu làm việc xấu, hẳn sẽ có quả báo tương ứng. Nếu hiểu rõ được điều này, ta không cần sợ chữ nghiệp, vì nó chính là người bạn của chúng ta. Nó dạy chúng ta cách tạo ra một tương lai tươi sáng hơn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.